Chào tất cả các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú. Hôm nay cô hướng dẫn cho các em ôn tập một số kiến thức mà chúng ta đã học qua một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cần xây dựng các thói quen sống khoa học như thế nào để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, tránh các tác nhân có hại? Các thói quen sống khoa học đó là thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu. Để hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh, cần xây dựng khẩu phần ăn uống hợp lý, đó là không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi, để thận không làm việc quá sức và hạn chế khả năng tạo sỏi. Đối với những người có chế độ ăn thịt nhiều thì nguy cơ suy thận sẽ cao gấp 3 lần những người có chế độ ăn thịt ít. Như vậy là chúng ta thấy cái chế độ ăn uống nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ bài tiết nước tiểu. Không ăn thức ăn ôi thiêu và nhiễm chất độc hại để hạn chế tác hại của các chất độc có trong thức ăn. Cần uống đủ nước để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu. Thứ ba, khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu. Để quá trình tạo thành nước tiểu được diễn ra liên tục và hạn chế khả năng tạo sỏi. Chính vì vậy, trong giờ học, nếu mà chúng ta muốn đi tiểu thì nên xin phép giáo viên bộ môn chúng ta đi ngay, không nên đợi đến cuối buổi mới đi. Thì như vậy sẽ là tăng khả năng tạo sỏi. Tuy nhiên chúng ta cũng không lợi dụng cái vấn đề này để chúng ta không muốn đi tiểu. Chúng ta cũng xin giáo viên bộ môn để chúng ta đi ra ngoài chúng ta chơi. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học của bản thân mình cũng như là các bạn trong lớp. Đồng thời sẽ ảnh hưởng tới bài giảng của các thầy cô. Như vậy là các em đã biết được những thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu. Thế thì các em cần phải xây dựng cho mình những thói quen đó để có hệ bài tiết nước tiểu khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi thứ hai, trình bày cấu tạo và chức năng của đại não. Đối với cấu tạo đại não thì chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong. Chất xám thì làm thành lớp vỏ đại não dày 2-3 mm, gồm có 6 lớp tế bào. Bề mặt của chất xám là gồm các khe và rãnh, chia vỏ đại não thành nhiều thùy, thùy trán nè, thùy đỉnh nè, thùy chẩm nè, thùy thái dương và các hồi não, hay còn gọi là các khúc của não, làm tăng diện tích của vỏ não. Chức năng của chất xám đó là trung khu của các phản xạ có điều kiện và điều khiển hoạt động có ý thức và hoạt động tư duy. Về chất xám thì nó nằm ở phía trong, chất trắng nằm ở phía trong, hay còn gọi là nằm dưới vỏ não, là những đường dẫn truyền thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh. Đây là cái đường liên bán cầu nối hai nửa đại não với nhau, bên đại não bên trái và đại não bên phải. Còn những cái đường dẫn truyền này thì nối đại não với các phần dưới của não như là trù não, não trung gian, não giữa, tiểu não. Còn đây là đường dẫn truyền xuống. Đường dẫn truyền xuống thì nối với phần dưới của hệ thần kinh, cụ thể là nối với tủy sống. Trong chất trắng thì còn có cả nhân nền. Các nhân nền này bản chất của nó cũng là chất xám. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái đại não nó có chức năng vô cùng quan trọng. Thế thì các em cần phải có ý thức để bảo vệ bộ não của mình. Chúng ta sang câu hỏi thứ ba. Những tật nào phổ biến ở mắt, nguyên nhân và cách khắc phục? Ở mắt có hai tật phổ biến, đó là tật cận thị và tật viễn thị. Cận thị chỉ nhìn rõ vật ở gần, thì cái tật này phổ biến ở cái đối tượng là học sinh. Về nguyên nhân có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân bẩm sinh thì do cầu mắt dài. Cầu mắt dài cho nên là ảnh của vật nó rơi phía trước màng lưới. Nguyên nhân thứ hai đó là do các cái tật xấu như là đọc sách chỗ thiếu ánh sáng, không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách,
xem tivi, điện thoại, chơi game quá nhiều, hay là đọc sách khi đi tàu xe vân vân, thì những tật xấu này nó cũng làm nó làm cho thể thủy tinh phồng phồng lên, sau đó là cái ảnh của vật nó cũng rơi trước màng lưới. Và khi ảnh của vật rơi trước màng lưới thì người cận thị không nhìn rõ vật với khoảng cách như người bình thường, thì người cận thị không nhìn rõ vật. Cách khắc phục đó là đeo kính mặt lõm, hay còn gọi là kính phân kỳ hoặc là kính cận. Cái tật thứ hai là viễn thị, thì tật này nó trái với tật cận thị, tức là chỉ nhìn rõ vật ở xa. À, tật này phổ biến ở đối tượng là người già, vì nguyên nhân cũng có hai nguyên nhân. Nguyên nhân bẩm sinh là do cầu mắt ngắn cho nên ảnh của vật nó nằm phía sau màng lưới. Nguyên nhân thứ hai là người già, thể thủy tinh quá dẹp hoặc là bị lão hóa, mất tính đàn hồi. Thì đối với người già, không chỉ là thể thủy tinh bị lão hóa mà tất cả các cơ quan đều bị lão hóa. Cách khắc phục tật viễn thị đó là đeo kính mặt lồi, hay còn gọi là kính hội tụ và kính lão. Vậy là các em đã biết được là các cái tật xấu mà như là đọc sách nơi thiếu ánh sáng này, không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách, hay là xem tivi, điện thoại, chơi game quá nhiều thì sẽ làm cho mình bị cận thị. Vậy thì các em cần phải khắc phục những cái tật xấu đó để những bạn mà chưa bị cận thị thì sẽ không bị cận thị. Còn những bạn mà bị cận thị thì sẽ hạn chế được cái sự tăng độ của mắt. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo là câu 4. So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Phản xạ không điều kiện trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện, còn phản xạ có điều kiện thì trả lời các kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện. Phản xạ không điều kiện là bẩm sinh, tức là sinh ra đã có. Còn phản xạ có điều kiện thì được hình thành trong đời sống qua học tập và rèn luyện. Do là phản xạ không điều kiện là bẩm sinh cho nên nó có tính bền vững. Còn phản xạ có điều kiện thì dễ mất đi khi không được củng cố. Vì là bẩm sinh có tính bền vững cho nên phản xạ không điều kiện nó có tính chất di truyền và mang tính chất chủng loại. Còn phản xạ có điều kiện thì có tính chất cá thể và không di truyền. Nếu như là người bố học giỏi toán nhưng mà người con không có chăm học thì người con vẫn không giỏi toán. Phản xạ không điều kiện số lượng hạn chế, còn phản xạ có điều kiện thì số lượng không giới hạn, tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nếu mà mình học tập rèn luyện nhiều, hình thành cho mình nhiều phản xạ có điều kiện thì sẽ được nhiều phản xạ có điều kiện. Do số lượng hạn chế cho nên là phản xạ không điều kiện, cung phản xạ đơn giản. Còn phản xạ có điều kiện thì hình thành đường liên hệ tạm thời. Phản xạ không điều kiện trung ương nằm ở trụ não, tủy sống. Còn phản xạ có điều kiện thì trung ương thần kinh chủ yếu có sự tham gia của vỏ não. Đây là cái sự khác nhau của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện về tính chất. Mặc dù có sự khác nhau như vậy nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phản xạ không điều kiện là cơ sở để hình thành các phản xạ có điều kiện. Trong video này thì cô ôn tập cho các em một số kiến thức qua 4 câu hỏi. Và ở video tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em những cái câu hỏi khác. Các em nhớ học bài đầy đủ và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Chúc các em học tốt!